Các hệ số lương để tính lương hiện nay của công chức cấp xã, khoản 1 điều 16 nghị định số 33 năm 2023 có quy định về xếp lương đối với cán bộ công chức cấp xã như sau. Một cán bộ công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ quy định tại nghị định này được thực hiện xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo quy định tại bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo nghị định của chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang, văn bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp bằng. Theo quy định thì công chức cấp xã được xếp lương như công chức hành chính theo quy định tại khoản 1 điều 14 thông tư 02 năm 2021. Công chức hành chính có hệ số lương như sau: chuyên viên có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98, trình độ đào tạo từ đại học trở lên; cán sự có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89, trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên; nhân viên có hệ số lương từ 1,86 đến 4,06, trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên.